Song Jun-a, chị gái Song Hye-kyo, nữ thần Hallyu đời đầu mang tiếng bé ba. Nhắc tới những mỹ nhân đình đám của làng phim Hàn trong thập niên 1990 đầu 2000 thì ngoài Lee Jong-e, Kim Hee-sun thì không thể bỏ qua được cái tên Song Jun-a. Nữ thần trong thập niên 1990 đầu 2000, Song Jun-a sinh năm 1973 với nhan sắc phúc hậu và nổi bật. Chị từng là hoa khôi của trường đại học Hanjan khi còn theo học ở đây. Năm 1995, khi đang học năm cuối của khoa nhân chủng học, thì Song Jun-a được một người bạn giới thiệu vào công ty người mẫu. Thế là chị bắt đầu gia nhập làng giải trí. Tiếp đó, Song Jun-a lại tham gia cuộc thi Super Talent của đài KBS và bắt đầu thay đổi diễn xuất. Bước ngoặt lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Song Jun-a chính là vai phản diện trong bộ phim đình đám Mr. Krill năm 1998 đạt rating lên tới 45,3% khi ra mắt. Những năm tiếp theo thì nàng song lớn của K-pop đã không còn phải đóng phụ hay phản diện nữa mà lên chính rồi. Chị đẹp tiếp tục nâng cao tên tuổi, đưa mình vào hàng ngũ ngọc nữ của thập niên 90 trong làng phim Hàn với những tác phẩm như Paper Crane năm 1998, bộ phim Ông Trùm nổi tiếng toàn châu Á năm 1999 và Người quản lý khách sạn năm 2001. Nếu mảng truyền hình thuận lợi thẳng tiến thì mảng điện ảnh của Song Jun-a lại vấp phải không ít thử thách. Mãi tới năm 2002 khi tham gia Trying Breaker cùng So Yoon-gu và Cha Seung-gun thì chị mới được công nhận năng lực và giành chiến thắng giải thưởng nữ phụ xuất sắc nhất tại các lễ trao giải danh giá như Rồng Xanh, Chunsa và Chuông Vàng. Với hai tác phẩm lớn là Ông Trùm và Người quản lý khách sạn, cái tên Song Jun-a đã vươn ra ngoài phạm vi Hàn Quốc. Chị được công nhận với khả năng diễn xuất đa dạng, phản diện hay chính diện đều cân tốt. Nhan sắc chị tuy không sắc sảo nhưng dễ đi vào lòng người. Tuy nhiên Song Jun-a lại không phải là kiểu ngôi sao tham vọng. Qua thập niên 2000, chị đẹp dần dần bớt đóng phim hơn, chỉ thi thoảng quay lại khi có tác phẩm tâm đắc, còn lại thì tập trung cho gia đình. Kết hôn với ngôi sao điện ảnh thực lực và bị nói là bé ba. Nổi tiếng và xinh đẹp nên chuyện tình cảm của Song Jun-a cũng rất được quan tâm. Khi còn đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chị đẹp từng hẹn hò với tài tử An Jae-wook. Cặp đôi thậm chí còn tính tới chuyện trăm năm. Thế nhưng ngay trước thềm đại sự thì hai người lại chia tay mà không đưa ra bất cứ lý do nào. Truyền thông thì cố khai thác nhưng cả hai thì né tránh mọi lúc. Còn râm ran cả tin đồn rằng cặp đôi tình cũ này đã cạch mặt nhau, không còn đóng phim chung cũng không muốn gặp lại. Song Jun-a sau này cũng đã tìm được một nửa của mình, đó là tài tử điện ảnh Seon Ki-young-gu. Cả hai đã có dịp hợp tác trong hai bộ phim điện ảnh là Trying Breaker năm 2002 và Lost in Love năm 2006. Ba năm sau thì cả hai đã đến với nhau bằng một đám cưới ấm cúng. Tuy nhiên trước khi tận hưởng hạnh phúc viên mãn bên người chồng lý tưởng thì Song Jun-a cũng gặp không ít điều tiếng. Chuyện là Song Jun-a là vợ thứ hai của Seon Ki-young-gu. Trước đó nam diễn viên này cũng đã từng kết hôn rồi lại kết thúc dang dở. Sau khi ly hôn vợ cũ thì anh đến với Song Jun-a và nàng ngọc nữ màn ảnh năm nào bỗng vướng phải tin đồn là người khiến cho gia đình của nam diễn viên toang. Bất chấp chị đẹp đã lên tiếng phủ nhận thì tin đồn vẫn cứ liên tục bị theo dệt và truyền đi xa hơn. Im lặng sống kiếm tiếng ngoài mặt, 5 năm sau đám cưới, Song Jun-a đã quyết định dùng luật để nói chuyện với 57 cư dân mạng vì đã lan truyền thông tin không chính xác rằng chị và Seon Ki-young-gu có quan hệ ngoài luồng. Lúc này chị đẹp cũng đã lên tiếng cho biết mình và chồng bắt đầu yêu nhau từ năm 2007, còn tài tử này ly hôn vợ trước đó 1 năm. Song Jun-a và Seon Ki-young-gu đã bên nhau được 12 năm rất yên ấm. Người đẹp họ Song đã để chồng được thoải mái tiếp tục thay đổi con đường làm diễn viên, tham gia phim mới, còn mình thì lùi lại dồn toàn lực chăm lo cho gia đình. Dù thi thoảng vẫn râm ran những tiếng xấu cũ nhưng mọi người cũng biết sau biết hàng khắc nghiệt ra sao. Nếu thực sự Song Jun-a xen vào gia đình cũ của chồng thì liệu cả hai còn có thể tiếp tục hoạt động trong showbiz nữa không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng hai vợ chồng này vẫn đều xuất hiện, đặc biệt là Seon Ki-young-gu còn đóng điện ảnh và nhận về không ít giải thưởng danh giá. Chỉ thế thôi cũng đủ để hiểu tin đồn mãi là tin đồn, chẳng thể tin tưởng được. Tình bạn bền lâu với Song Hye-kyo. Song Jun-a sinh năm 1973, còn Song Hye-kyo sinh năm 1981, cả hai hơn nhau 8 tuổi. Dù vậy, khoảng cách này không thể là lý do ngăn cản hai chị đẹp làm phim làm bạn với nhau và còn là bạn thân nữa. Chuyện bắt đầu khi hai nàng Song hợp tác trong bộ phim Người quản lý khách sạn. Khi đó, Song chị vào vai nữ chính, còn Song em vào vai nữ thứ. Hai sao nữ này cùng với Bae Jeong-jun và Kim Seung-gu đã tạo nên những thức phim vô cùng lãng mạn và thú vị về nghề quản lý khách sạn. Cũng từ đây, cả hai trở thành bạn bè thân thiết với nhau. Trải qua 20 năm với bao thăng trầm nghề nghiệp và cả cuộc sống riêng tư, hai nữ thần cùng họ vẫn song hành trở thành đôi bạn thân cùng trò chuyện du lịch, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Song Jun-a may mắn hơn Song Hye-kyo và chị cũng không nhiều tham vọng với sự nghiệp như cô em cùng họ, nên cuộc sống êm đềm hơn. Cả hai cũng rất thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội, cho thấy tình cảm vô cùng tốt đẹp. Song Jun-a rất ủng hộ những công việc và sự phát triển của Song Hye-kyo. Từng là nữ thần của làn sóng Hallyu đời đầu, Song Jun-a hiện tại đã ở một nấc thang mới của cuộc đời, là một người vợ người mẹ của gia đình. Thi thoảng chị đẹp cũng vẫn quay lại đóng phim để không quên tình yêu với nghệ thuật và lần nào chị đẹp cũng khiến khán giả hài lòng.